bước đến. Lúc này chỉ có một mình cô ở nhà, lại còn là người mù, thế là tên thợ sửa ống nước bắt đầu nổi lên ý đồ. Nhưng mà hắn cũng cẩn thận soi đèn vào mắt cô, phát hiện mắt cô đúng là không chất thật. Lúc này hắn mới yên tâm, bắt đầu bộc lộ ý đồ xấu của bản thân. Hắn hỏi cô, bình thường cô đều ở nhà một mình à? Cô gái cũng rất cảnh giác, cô nhanh chóng nói mình không ở một mình, mà là ở cùng với bạn trai. Ống nước rất nhanh đã sửa xong, tên thợ sửa chuẩn bị đi thì hắn chầm chầm đi ra cửa, mở cửa ra, nhưng mà hắn không ra ngoài, chỉ là giả vờ để lừa cô thôi. Cô ấy hình như cũng phát giác ra điều đáng ngờ, cô nhanh chóng hét lên, nói là bạn trai mình sắp về rồi, để hắn bỏ đi, cậu ta sợ hết hồn, cậu ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Khi cậu ta chuẩn bị đi, cô gái đột nhiên không kêu nữa, cô tự nói một mình, chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Lúc này tên thợ đó mới hiểu, ban nãy chỉ là cô ra vẻ gào lên thôi. Sau đó cô gái đeo tai nghe lên, cô cởi áo ngay trước mặt tên này, chuẩn bị đi tắm, tên này lập tức cầm áo của cô lên. Hắn hít hà mùi hương của cô, nhưng mà cũng không làm gì tổn thương đến cô, chỉ là nhân lúc cô tắm, bắt đầu thoải mái trộm đồ nhà cô. Nhưng khi hắn đến phòng cô, hắn cũng không nhịn được mà đưa đến bên miệng. Rõ ràng tên này tham lam sắc đẹp của cô, nhưng mà cũng không có gan làm gì, chỉ dám sờ mó lung tung thế này thôi. Khi tên này lấy hết đồ đắt tiền chuẩn bị đi, thì hắn đột nhiên bị thứ gì đó vướng chân làm ngã. Cầm đèn lên mới biết, thế mà lại là một thi thể. Hắn sợ đến mức hét ra tiếng. Hắn cũng không sợ bị cô phát hiện nữa, mà đúng lúc này, cô gái mặc áo tắm bước vào, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Làm gì có dáng vẻ của một người mù, hóa ra đôi mắt của cô đã sớm hồi phục. Bạn trai và con tiêu giờ đây chim chuột nhau cô cũng nhìn thấy hết. Cô đã sớm biết bộ mặt thật sự của tên bạn trai, nhưng mà cô vẫn giả vờ là bị mù, bởi vì cô muốn báo thù. Thế là cô lên kế hoạch phạm tội hoàn hảo. Đầu tiên là ra tay giết tên bạn trai, sau đó khi tên thợ này đến sửa ống nước, để hắn làm thế thân. Bây giờ khắp nhà là dấu vân tay của tên này, hắn còn trộm nhiều tiền như thế, động cơ phạm tội và bằng chứng đều đầy đủ. Mà cô gái vì mắt bị mù, cảnh sát hoàn toàn sẽ không nghi ngờ gì, thế nên tên thợ sửa ống nước tự nhiên sẽ thành tội phạm giết người. Cô gái để đến bây giờ mới ra tay là vì cô cần dẫn dụ một tên gánh tội thay mình. Vì cái tên này phải có đủ 3 điều kiện. Đầu tiên là háo sắc, thì khi hắn không biết nhà cô có nhiều tiền, chỉ vì sắc đẹp mà ở lại phòng. Thứ hai là tham tiền, chỉ có người như vậy mới nhân lúc cô tắm mà vào phòng riêng của cô. Đây cũng là lý do tại sao cô biết tên này ở trong phòng, mà còn cố ý cởi quần áo đi tắm, mục đích là để tên này có cơ hội trộm tiền. Thứ ba là nhát gan, nếu như là một tên không biết sợ gì thật, sự an toàn của cô cũng là vấn đề, có khác gì tự mình hại mình không. Mà cái tên sửa ống nước trước mặt là tên gánh tội thay hoàn mỹ cô cần tìm. Kế hoạch của cô thành công xuất sắc, tên này vì tham lam mà cuối cùng phải ngồi tù mọt gông. Mà cái giá phải trả của tên bạn trai là mất mạng. Cô gái nhìn nhỏ nhắn như vậy, khi bạn trai tưởng đã không chế được cô, thì nội tâm cô ấy lại âm hiểm hơn bất cứ ai. Bộ phim kết thúc ở đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.